Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khi Tòa án Nhân dân là tòa ác nhân, khi Satan thèm được tung hô. Tòa án Nhân dân là một cụm từ gây khiếp sợ cho không biết bao nhiêu người dân Việt Nam, vì chính cái tòa án này đã gây ra rất nhiều các vụ nỗi hoàn hàm oan. Với việc thừa nhận bằng chứng mua ngoài chợ về để mà kết án tử hình cho Hồ Duy Hải, thì ông Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, là kẻ đã ra tay sát hại một con người. So với hung thủ thật sát hại hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi, thì ông Nguyễn Hòa Bình còn tàn ác hơn, mà còn tồi tệ hơn khi ông Nguyễn Hòa Bình khệnh khạng trong vai trò là quan tòa, kẻ có quyền nắm sinh mệnh của người khác. Khi tòa án làm điều ác. Khi quan tòa đạp lên quy trình tố tụng hình sự, thì việc làm của họ còn đáng sợ hơn cả những tên sát nhân máu lạnh. Bởi những tên sát nhân gây án xong thì phải bỏ trốn, còn quan tòa cấp cao xử án oan xong biến nó trở thành một thứ án lệ, khiến nhiều quan tòa khác cũng làm theo. Từ đó cái ác được nhân rộng dưới sự bảo kê của pháp luật, và người dân Việt Nam vô tội cứ thế mà bị tống vào tù. Đâu chỉ có Hồ Duy Hải bị xử oan tội giết người, mà còn có Nguyễn Văn Trường và Lê Văn Mạnh. Trong đó, tử tù oan Lê Văn Mạnh đã bị cái gọi là Tòa án Nhân dân ấy cho xử tử, bất chấp bản án có dấu hiệu oan sai. Ngoài ba tử tù oan được xã hội lên tiếng, thì có lẽ còn rất nhiều tử tù oan khác cũng đã phải chết tức tưởi bởi những phiên tòa tệ hại như thế. Khi tòa án mà đạp lên quy trình tố tụng, nó trở thành vũ khí giết người đáng sợ nhất. Khi đó không nên gọi là Tòa án Nhân dân, mà nên gọi là Tòa ác nhân dân mới đúng. Thường thì khi người ta thiếu thứ gì sẽ thèm khát thứ đó, ngành công an thiếu đi sự tử tế nên họ rất thèm khát được xã hội thừa nhận rằng họ là lực lượng biết vì dân. Vì thế, năm nào ngành này cũng lợi dụng những kỳ thi tốt nghiệp của học sinh để dàn dựng cảnh công an giúp học sinh ngủ quá giờ đến trường đúng giờ. Ngoài ra, ngành này cũng thường dàn dựng các hình ảnh cảnh sát giao thông giúp người già qua đường, công an giúp nông dân gặt lúa. Khi không còn được người dân thừa nhận, thì tòa ác phát động sáng tác nhạc tự ca tụng chính mình. Ngành tòa án cũng không kém cạnh tranh so với ngành công an. Họ đã xử ác với dân không biết bao nhiêu vụ. Mặc dù ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định trước truyền thông là không có án oan, nhưng chẳng ai tin cả. Vụ án Hồ Duy Hải do chính ông ta xử là một vết nhơ không thể rửa được. Vụ án này đã gắn cái chết với sự nghiệp chính trị của ông chánh án gốc Quảng Ngãi. Vào ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, lại cho cơ quan của ông phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân. Các hội đoàn do nhà nước thành lập sống bám vào ngân sách nhà nước, và Hội Nhạc sĩ trẻ cũng thế, đã làm ăn bám vào ngân sách thì phải làm nô bộc, và đây chính là lúc mà Hội Nhạc sĩ thực hiện sứ mệnh đó. Thực tế thì hình ảnh của ngành tòa án đối với người dân đã quá tệ hại. Muốn lấy lại hình ảnh thì cần phải cải cách tư pháp theo chiều hướng tư pháp độc lập, như ở các nước dân chủ. Chỉ khi có tư pháp độc lập thì tòa án mới công tâm, bảo vệ được công lý. Tuy nhiên, khi nói đến tư pháp độc lập thì Đảng Cộng sản lại điên cuồng chống đối. Họ dùng tòa án làm công cụ để tạo ra những bản án bỏ túi theo lệnh của Đảng, để họ dễ bề cai trị người dân. Tòa án Nhân dân của Cộng sản tham gia vào những phiên tòa xử nhuốm màu tội ác với những người bất đồng chính kiến, những người mà Đảng luôn muốn triệt hạ. Để rồi từ đó sự tàn ác lan qua những vấn đề xã hội khác mà như người dân đã chứng kiến qua vụ Nguyễn Văn Trường, Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, vân vân. Ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Hiện nay, ngành tòa án đang thèm khát được tung hô và họ nhờ đến Hội Nhạc sĩ nô bộc. Không rõ có nhạc sĩ nào đủ can đảm để sáng tác ca khúc ca ngợi ngày này hay không. Nếu có thì những sáng tác ấy rồi cũng để cho ngành tòa án tự hát và tự sướng, chứ không bao giờ nhân dân thừa nhận sự tử tế của tòa án Đảng Cộng sản. Ngành tòa án Việt Nam chỉ là công cụ của Satan mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Khi Tòa án Nhân dân là tòa án ác nhân, khi Satan thèm được tung hô.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nuốt quỹ, dù không trôi thì Đảng cũng kiếm bộn tiền. Theo cổng thông tin của Kho bạc Nhà nước, tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 8, tổng số tiền huy động vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 là 10.827 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng là 194 tỷ đồng, được biết có đến 694.000 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào quỹ này. Quỹ vaccine là quỹ mà cộng đồng mạng đã thắc mắc rất nhiều lần, bởi hầu hết vaccine COVID dùng để trích ngừa cho dân đều là hàng tài trợ. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn bỏ tiền ra mua tặng chính phủ và phần lớn là do chính phủ Mỹ tài trợ. Gần như số tiền trong quỹ vaccine không chi cho việc mua vaccine trong giai đoạn cao điểm dịch. Đến nay, theo thông báo, thì quỹ này đã chi gần 7.700 tỷ đồng, trong đó trích cho việc nghiên cứu vaccine là gần 5 tỷ đồng. Gom tiền của bá tính thì dễ, nhưng chi thì lại rất khó. Quỹ này là tiền của mọi người đóng góp, không phải là ngân sách của nhà nước nên chẳng có thanh tra kiểm tra gì. Ngay cả nguồn chi từ ngân sách mà bộ máy nhà nước còn gặm nhấm được, thì nói gì đến những người nguồn tiền ngoài ngân sách nhà nước. Để kiểm soát việc chi tiêu của những quỹ xã hội do dân đóng góp, thì phản biện xã hội phải đóng vai trò rất lớn. Tuy nhiên, ở Việt Nam, bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào dám phản biện xã hội thì rất khó có thể tồn tại, bởi chính quyền này không cho người dân được chỉ trích chế độ. Nếu dám đặt ra những câu hỏi về việc chi tiêu quỹ và dám đòi hỏi sự minh bạch, thì rất có thể cá nhân đó sẽ bị chụp mũ là phản động, là xuyên tạc, là bịa đặt. Việc gây quỹ không phải là sai. Tại các quốc gia văn minh, người ta vẫn có rất nhiều các loại quỹ khác nhau. Tuy nhiên, điểm khác biệt là tính minh bạch của nó. Tại Na Uy có quỹ đầu tư quốc gia trị giá khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ. Quỹ này được chính phủ Na Uy đầu tư vào các dự án lớn trên khắp thế giới, đặc biệt là các dự án về dầu khí. Tuy nhiên, họ không dùng quỹ này để đầu tư vào các công ty quốc nội, mục đích là để phân tán rủi ro. Chính quỹ này sẽ là nguồn dự phòng nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế. Quỹ này hoạt động rất hiệu quả bởi nó dựa trên tính minh bạch nên hạn chế việc các quan chức có thể xả xẻo đút túi. Bày vẽ ra quỹ chỉ để làm lợi cho các sân sau mà thôi. Lòng tham, thói vô trách nhiệm như ăn bám vào máu vậy. Cộng thêm tính thiếu minh bạch và không có phản biện xã hội thì đấy chính là mảnh đất rất màu mỡ cho quan tham tha hồi xả xẻo quỹ. Hiện nay quỹ bình ổn xăng dầu thì không biết nó dùng vào việc gì. Theo lý thuyết, quỹ bình ổn xăng dầu là tiền thu của dân khi giá dầu thế giới giảm và bù lỗ khi giá dầu thế giới lên cao. Tuy nhiên, trên thực tế, dù giá dầu thế giới có cao hay thấp thì mọi hao phí đều được chính quyền cộng sản tính vào giá bán xăng dầu. Đến bây giờ không ai biết quỹ này được nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam dùng vào việc gì. Việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, Hà Nội ém 130 tỷ đồng tiền của các nhà hảo tâm quyên góp cũng là cách để họ trục lợi. Bởi ở đất nước này có bao nhiêu quỹ được huy động khối tiền, nhưng không ai biết những đồng tiền ấy được chi tiêu như thế nào. Thậm chí người dân cũng không thấy họ chi một đồng nào vào quỹ đó. Với những người quản lý quỹ, họ luôn nghĩ ra đủ thứ lý do nếu có ai đó chất vấn về việc sử dụng các quỹ này. Tiền lời của quỹ vaccine COVID đến nay đã lên tới 194 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân lấy lý do là hoàn tất thủ tục để ém tiền của nạn nhân. Nếu không nuốt được thì buộc phải nhà tiền ra, thì việc ém lại, chậm thanh toán cũng giúp khối tiền 130 tỷ đồng sinh ra lợi nhuận đáng kể tại nhà băng. Ở đất nước mà quan chức ăn của dân không chừa một thứ gì, thì những quỹ quyên góp từ các nhà hảo tâm luôn là món mồi ngon cho các quan chức xà xèo. Tiền vào tay rồi thì phải tìm đủ mọi cách để mà ém nó đi. Nếu ém không được thì giữ lại để gửi ngân hàng kiếm lời. Ngoài kia nạn nhân đang hấp hối cũng mặc kệ. Dân chết mặc bay, tiền thầy
bỏ túi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin nuốt quỹ, dù không trôi thì Đảng cũng kiếm bộn tiền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.